kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam-Hàn Quốc, một cuộc gặp gỡ thiên định. Đây là lời khẳng định của Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-hwan. Từ những điểm tương đồng như tinh thần dân tộc, văn hóa, sự gần gũi và tâm lý xã hội, trong khoảng thời gian ngắn, mối quan hệ hai nước đã phát triển thành mối quan hệ đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, hợp tác, phát triển và văn hóa. Như một minh chứng của cuộc gặp gỡ thiên định đó, Hàn Quốc hiện đang có tới hơn 60.000 cô dâu Việt Nam. Đã từng có một câu đùa vui rằng Việt Nam và Hàn Quốc có thể coi là hai đất nước thông gia. Bởi trong số các cô dâu nước ngoài lấy chồng tại Hàn Quốc, cô dâu mang quốc tịch Việt Nam chiếm một số lượng lớn. Điều gì đã tạo nên mối nhân duyên Việt-Hàn này và làm thế nào để cuộc sống gia đình Việt-Hàn hạnh phúc, viên mãn, tránh những đáng tiếc xảy ra do bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, thông qua đó thắt chặt hơn quan hệ hai nước? Đó sẽ là câu chuyện mà chương trình Nhìn từ Hà Nội sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong tuần này. Đồng hành trong chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của ngài Chun Dae Chu, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Xin cảm ơn ngài đã tham gia chương trình ạ. Trước khi trò chuyện cùng khách mời, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp phóng sự sau của chương trình. Hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc bắt đầu diễn ra vào khoảng năm 1995. Từ năm 2002 đến năm 2003, trào lưu nam giới Hàn Quốc sang Việt Nam tìm vợ bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, chỉ trong vòng 5 năm, tỷ lệ người Hàn Quốc kết hôn với vợ Việt Nam tăng lên hơn 40 lần. Năm 2001 là 134 người, đến năm 2005 là 5.800 người. Sau 15 năm, số lượng cô dâu Việt tại Hàn Quốc đã lên đến con số 60.000. Năm 2015, báo chí Hàn Quốc đưa tin, cứ 4 cặp hôn nhân có yếu tố nước ngoài thì có một người Việt Nam. Số cô dâu Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về số lượng cô dâu nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc tại xứ sở Kim Chi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta vừa theo dõi thông tin cung cấp trong phóng sự vừa rồi, thì có thể thấy số lượng cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc đã tăng mạnh từ 134 lên đến 60.000 người trong vòng 14 năm, từ năm 2001 đến năm 2015. Dạ, thưa ngài đại sứ, ngài có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến con số tăng mạnh này không ạ? Và những nguyên nhân nào khiến cho nam giới Hàn Quốc đã lựa chọn kết hôn với phụ nữ Việt Nam ạ? Hàn Quốc 있는 그대로 솔직히 말해서 지금 trong những năm qua, số lượng gia đình Hàn Việt tăng lên nhanh chóng. Một số lý do có thể lý giải điều này như nhiều điểm tương đồng về văn hóa giữa hai quốc gia Á Đông, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc đối với người dân khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Nếu như trước đây nam giới Hàn Quốc kết hôn với phụ nữ Việt Nam thì tỷ lệ cao là làm trong ngành nông ngư nghiệp, nhưng gần đây thì ngành nghề của các chú rể cũng đa dạng hơn với những ngành chuyên môn, nhân viên công ty. Ngoài ra thì hiện có 4.400 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, cũng khiến tăng tỷ lệ kết hôn giữa nhân viên nam Hàn Quốc và phụ nữ Việt Nam. Sự mở rộng quan hệ, hợp tác giao lưu quốc tế giữa các nước trên thế giới là cơ hội cho nhiều người nước ngoài tới Việt Nam công tác và ngược lại. Đây là một trong những yếu tố khách quan khiến việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tăng lên trong những năm vừa qua. Ngoài ra còn những nguyên nhân nào khác? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của chương trình. Cũng giống như 20 người trong đại gia đình, Đồng Thị Hương lựa chọn kết hôn với người Hàn Quốc. Hương được giới thiệu với chồng qua người quen. Gần một tháng kể từ khi bắt đầu liên lạc với nhau qua điện thoại, lễ đính hôn đã được tổ chức. Đó cũng là dịp đầu tiên người yêu, nay là chồng của em, đến với Việt Nam. Tuy nhiên với Hương, đất nước Hàn Quốc đã không hề xa lạ trước đó. Em xem phim và qua những cái người họ hàng của em ấy thì kết hôn ở bên Hàn Quốc rồi ấy, thì em cũng được biết rằng là người bên Hàn Quốc và văn hóa của họ rất là hay và con người của họ rất là tốt. Em yêu thích đất nước Hàn Quốc, yêu thích văn hóa và yêu thích con người Hàn Quốc ấy, cho nên là em đã quyết định đi đến hôn nhân. Theo ước tính của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt-Hàn, mỗi tháng có khoảng hơn 500 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thông qua nhiều con đường khác nhau. Em quen chồng em nó do người nhà em giới thiệu ạ. Chúng em kết hôn với một người cũng là chỉ qua công ty môi giới đấy, thì cũng chỉ gặp nhau một vài lần thôi. Em thì em chỉ mong là sang đấy có thể sống hạnh phúc với anh ấy và học tiếng, sang đấy em sẽ học thêm tiếng rồi là có thể là sẽ đi làm thì có một công việc lấy để đi làm thì chăm lo cho gia đình, rồi có thể là giúp đỡ về cho bố mẹ. Giáo sư Lê Thị Quý là một người thường tham gia giảng dạy về khác biệt văn hóa Việt Nam Hàn Quốc
cho các cô dâu lấy chồng xứ sở kim chi. Bà cho rằng cơn sóng lấy chồng Hàn Quốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó không thể phủ nhận nguyên nhân về kinh tế. Cái sức lan tỏa nó rất rộng. Ví dụ như một làng mà có một cái gia đình mà có mấy cô đi lấy chồng Hàn Quốc thì lập tức là cả làng đi theo. Tại vì người ta thấy là nhà này có xây nhà, con dâu, con gái gửi tiền về để xây nhà. Thế thì nhà khác lại học theo và người ta làm như thế. Đàn ông Hàn Quốc cũng có những lý do riêng trong việc lựa chọn phụ nữ Việt để kết hôn. Trong thời đại mới, rất nhiều người phụ nữ sang Hàn Quốc lao động, cũng như người Hàn Quốc sang Việt Nam để công tác làm việc, thì họ nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam là những người phương Đông, các nét văn hóa Việt-Hàn khá tương đồng. Đặc biệt là đề cao tình mẫu tử rất giống với người Hàn Quốc, nên những người đàn ông Hàn Quốc chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, nên chúng tôi đã chọn những người phụ nữ Việt Nam là vợ của mình. Một điều nữa là phụ nữ Việt Nam có thiên hướng về gia đình rất là nhiều. Nếu vợ mà yêu chồng, họ sẽ rất quan tâm từng chút một, thương chồng lao động vất vả, nên họ chia sẻ các công việc với chồng. Nhiều nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra nguyên nhân của sự gia tăng những cuộc kết hôn này. Một trong số đó là do cơ hội lựa chọn bạn đời trong nước của nam giới Hàn Quốc bị thu hẹp, chứ không phải do sự mở rộng phạm vi đối tượng lựa chọn. Đây là kết quả tổng hợp trong nghiên cứu về hôn nhân đa văn hóa ở Hàn Quốc do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Lương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và Giáo sư Tiến sĩ An Kyung Hwan, Đại học Joseon, Hàn Quốc công bố trên tạp chí Khoa học Xã hội số 12 năm 2012. Thưa ngài đại sứ, ngài có thể đánh giá như thế nào về việc thích nghi của những cô dâu Việt Nam đang sống tại các gia đình Hàn Quốc không ạ? Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt Nam xây dựng cuộc sống mới tại một đất nước lạnh như Hàn Quốc, với ngôn ngữ, văn hóa và đặc biệt là khí hậu khác biệt. Đặc biệt, các cô dâu Việt Nam đang trở thành bộ phận chính của các cô dâu ngoại quốc tại Hàn Quốc. Các cô dâu này đang hoạt động tích cực với vai trò là biên phiên dịch tại các cơ quan công sở như Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa Văn hóa, Sở Cảnh sát, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Trung tâm Hỗ trợ Lao động nước ngoài, Tòa thị chính. Cũng có nhiều người hoạt động tình nguyện phục vụ các con em gia đình văn hóa tại trường học. Ngay cả những người chỉ làm việc trong các công ty bình thường cũng được công nhận là nhân viên chính thức với lòng nhiệt tình và tính chuyên môn. Cuộc sống của những cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc không phải lúc nào cũng gặp những thuận lợi, bởi vì ở đây chúng ta có thể thấy đó là sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ. Theo những đánh giá phân tích của phía Hàn Quốc thì có những cái rào cản và thuận lợi nào đối với cả các cô dâu Việt Nam để có thể thích nghi nhanh chóng đối với cả cuộc sống tại Hàn Quốc ạ? Việt Nam và Hàn Quốc cùng chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo, nên hai nước cùng có tập quán thờ cúng tổ tiên, hiếu thuận với cha mẹ và hết lòng với việc giáo dục con cái. Do đó, khả năng thích nghi với cuộc sống Hàn Quốc cũng thuận lợi hơn. Mặc dù có nhiều nét tương đồng về văn hóa, nhưng những khác biệt vẫn tồn tại. Ví dụ, người Việt Nam bắt đầu công việc từ rất sớm nên nghỉ sớm, đồng thời giờ nghỉ trưa dài và có văn hóa ngủ trưa. Ở gia đình, nhà chồng hoặc ở công sở Hàn Quốc không hiểu được văn hóa này nên cũng gây ra nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, giao tiếp vẫn là cản trở lớn nhất trong việc hòa nhập của họ. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định cơ quan đào tạo tiếng Hàn dành cho người dự định kết hôn với người Hàn Quốc tại 140 nơi trên thế giới, trong đó có 14 cơ quan tại Việt Nam. Ngay cả sau khi đã nhập cảnh Hàn Quốc, các cô dâu ngoại quốc cũng có thể học tiếng Hàn miễn phí tại các tổ chức tư nhân cũng như các trung tâm hỗ trợ gia đình văn hóa do chính phủ điều hành. Không thể phủ nhận thực tế nhu cầu kết hôn của nam giới Hàn Quốc khi ngày càng nhiều người gặp khó khăn để tìm được phụ nữ kết hôn ở trong nước. Tuy nhiên, việc kết hôn có yếu tố nước ngoài không phải lúc nào cũng là màu hồng khi tồn tại những sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Theo thông tin của Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, thì có đến 70% gia đình có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, 30% còn lại khiến ta đặt ra nhiều vấn đề đi tìm lý do cuộc sống thiếu hạnh phúc của những gia đình Việt Hàn. Cô dâu Việt Nam bị chồng sát hại, vợ Việt Nam bị chồng Hàn Quốc bạo hành, phụ nữ Việt Nam ly hôn tại Hàn Quốc không được nuôi con, 30% những cuộc hôn nhân Việt-Hàn không hạnh phúc. Những câu chuyện này khiến cho bức tranh hôn nhân Việt-Hàn từ hỷ sự lại hóa chuyện đau lòng. 잘못된 결혼이란 양측의 정확한 정보와
Ở Hàn Quốc có nhiều môi giới cá nhân hoạt động bất hợp pháp. Cô dâu muốn lấy chồng nước ngoài phải bỏ tiền cho người môi giới đấy, khoảng 7.000 đô la Mỹ. Nếu cô dâu kết hôn được thì khoản tiền đó coi như cô dâu nợ. Để trả nợ thì cô dâu lấy chồng Hàn Quốc thì các cô xin chồng hoặc nói dối chồng ở nhà có việc hoặc ốm đau. Thậm chí có vợ còn uy hiếp chồng hoặc lấy trộm tiền bỏ trốn. Hoặc họ nhận được những thông tin không đúng về những người chồng. Nghe người ta nói chồng kinh doanh nông nghiệp, nhưng khi sang thì chồng làm ruộng trên mảnh đất khô cằn. Những kỳ vọng không được đáp ứng là yếu tố khiến hôn nhân thất bại. Tôi cũng phải nói thẳng thắn rằng ở Hàn Quốc có nhiều trường hợp bạo hành gia đình. Nguyên nhân của những cuộc hôn nhân thất bại còn do khác biệt trong mục tiêu kết hôn. Sau khi sang Hàn Quốc, rất sốt sắng đi kiếm tiền. Điều này dễ trở thành nguyên nhân bất hòa trong gia đình, phá vỡ sự tin tưởng giữa hai vợ chồng. Chồng Hàn Quốc sẽ hiểu nhầm rằng mục đích của vợ mình không phải là hôn nhân, mà là lợi dụng hôn nhân để kiếm tiền. Điều đó trở thành nguyên nhân gây bất hòa trong gia đình. Những khác biệt về văn hóa truyền thống cũng có thể dẫn đến những bất hòa không đáng có, làm tiền đề cho rạn nứt trong tình cảm gia đình. Văn hóa ẩm thực ấy, thì người Việt Nam mình thì thường là buổi sáng thì ra ngoài ăn bún ăn phở không nấu tại nhà, nhưng mà văn hóa của Hàn Quốc ấy, thì là thường là nấu cơm tại nhà. Thế hai cái đấy đã chênh lệch với nhau, và các cô dâu Việt Nam ấy, thì thường là sống ở Việt Nam thì đã theo đúng là văn hóa của Việt. Thế nhưng mà các anh chồng thì cũng muốn là các vợ là phải đúng theo văn hóa của Hàn Quốc. Thế nhưng mà nếu mà hiểu tiếng nhau mà có thể chia sẻ và giải thích được cho nhau thì cũng sẽ không gây những cái mâu thuẫn đấy. Nhưng mà thường thì là đa số thì là không hiểu tiếng nhau thì là dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn giữa các gia đình. Thời gian tìm hiểu vội vàng ngắn ngủi, trong khi gánh nặng thích nghi với môi trường mới, nền văn hóa mới, khiến cho một số cuộc hôn nhân không đạt được kỳ vọng như ban đầu của hai phía. Thưa ngài đại sứ ạ, theo thông tin cung cấp từ Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thì hiện nay có đến 70% gia đình Việt Hàn đang có cuộc sống rất là hạnh phúc. Vậy còn 30% nữa thì cô dâu Việt Nam đang không có cuộc sống hạnh phúc thì lý do tại sao ạ? Theo khảo sát của Luật Hỗ trợ Gia đình Đa Văn hóa của Hàn Quốc, khoảng 28,8% người vợ chồng nước ngoài vẫn còn mâu thuẫn, nên chúng ta có thể phân tích câu trả lời của những người này đồng nghĩa với việc họ chưa hạnh phúc. Ngay cả các cặp vợ chồng cùng quốc tịch, cùng chung một ngôn ngữ và văn hóa thì cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn vợ chồng. Bởi vậy, nếu cuộc khảo sát này dành cho những cặp vợ chồng cùng quốc tịch Hàn Quốc thì cũng sẽ có khoảng 30% trả lời còn mâu thuẫn với người bạn đời. Nguyên nhân mâu thuẫn giữa những cặp vợ chồng cùng yếu tố ngoại như vậy được chỉ ra là khó giao tiếp với người bạn đời, chiếm 28,8%, và ý kiến khác biệt về việc nuôi dạy con cái, chiếm 11,2%. Vậy thì chính phủ Hàn Quốc đã có những chính sách nào để hỗ trợ các cô dâu Việt Nam và gia đình đa văn hóa? Chính phủ Hàn Quốc giao cho Bộ Phụ nữ và Gia đình làm cơ quan chủ quản cùng 14 bộ và 17 chính quyền địa phương, 5 năm một lần tổ chức xây dựng kế hoạch khung chung và dài hạn về gia đình đa văn hóa và hàng năm triển khai kế hoạch hành động cụ thể. Riêng năm nay cũng triển khai nhiều dự án với tổng vốn 100 tỷ won nhằm quan tâm đến gia đình đa văn hóa, hiểu về đất nước của người bạn đời, hỗ trợ giáo dục con em gia đình đa văn hóa, đảm bảo cuộc sống ổn định của gia đình đa văn hóa, mở rộng phạm vi hoạt động kinh tế xã hội của vợ hoặc chồng người nước ngoài. Những dự án này bao gồm cả việc đào tạo ngôn ngữ, hỗ trợ xin việc với cô dâu ngoại quốc, hỗ trợ con em gia đình đa văn hóa đến trường, hỗ trợ sau khi kết thúc khóa học. Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái cũng có quy định, người nước ngoài dự định kết hôn với người Hàn Quốc và lưu trú tại Hàn Quốc thì phải có năng lực tiếng Hàn cơ bản, hoặc vợ chồng Hàn Quốc phải biết tiếng mẹ đẻ của người bạn đời thì mới được cấp visa kết hôn. Chính phủ Hàn Quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động giáo dục cho cô dâu trước khi nhập cảnh Hàn Quốc. Để tìm hiểu rõ hơn về những chính sách của Việt Nam trong việc hỗ trợ các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, cũng như giảm thiểu những rủi ro cá biệt của những cuộc hôn nhân đa văn hóa này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Chính sách Luật pháp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thưa bà, hiện nay chúng ta đang có một số lượng lớn cô dâu người Việt Nam tại Hàn Quốc, thì pháp luật Việt Nam đã có quy định như thế nào đối với việc kết hôn với người nước ngoài ạ? Hiện nay, hôn nhân có yếu tố nước ngoài thì là một trong những cái quan hệ mà được pháp luật Việt Nam bảo vệ.
Theo đó thì công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thì họ có quyền được tư vấn, được hỗ trợ. Cái hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như là hệ thống pháp luật của quốc gia mà phụ nữ Việt Nam đến kết hôn, dự tính kết hôn thì nó cũng có cái sự khác biệt nhau. Ví dụ như là pháp luật Hàn Quốc thì quy định cho phép các công ty môi giới kết hôn được hoạt động. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chỉ quy định các cái trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc là Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền được giới thiệu kết hôn nếu như mà phụ nữ Việt Nam hay là công dân nước ngoài có nhu cầu. Dạ vâng, thưa bà, trong trường hợp này thì rõ ràng là khi một công dân ở Hàn Quốc mà lấy một công dân Việt Nam, nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn thường xảy ra có những cái xung đột hoặc là những cái giải quyết về vấn đề pháp lý. Thì nhưng trong trường hợp này thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề như này như thế nào ạ? Trong trường hợp có xung đột như thế thì hiện nay giữa Việt Nam và các cái quốc gia mà cô dâu đến kết hôn thì cũng chưa có cái hiệp định tương trợ tư pháp mà giải quyết theo cái các cái công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như các cái tập quán quốc tế. Khi mà có những xung đột xảy ra, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì vẫn bảo hộ cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam tại nước ngoài, tại nước sở tại. Và thông thường thì trong thực tế thì có những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra thì cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì cũng có những kiến nghị đề xuất với Đại sứ quán Hàn Quốc, lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh để có những cái biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời cô dâu Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những kế hoạch nào để có thể hỗ trợ những cô dâu Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc? Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hiện nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã chỉ đạo và tổ chức thành lập các cái trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Hiện nay thì có 20 trung tâm tư vấn như vậy tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để mà thực hiện cái việc là tư vấn hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tìm hiểu về văn hóa, tìm hiểu tất cả những cái vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Và một số tỉnh thành thì với cái sự hỗ trợ của các cái tổ chức quốc tế thì cũng tổ chức các cái lớp đào tạo định hướng giúp cho cô dâu Việt Nam trước khi sang Hàn Quốc, hay là tổ chức các cái lớp học tiếng Hàn rồi lớp học nấu ăn cho cô dâu trước khi mà đưa ra một cái quyết định rất quan trọng của cuộc đời của mình, đó là kết hôn với một người Hàn Quốc, làm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Cái việc tuyên truyền, cung cấp thông tin cho phụ nữ Việt Nam khi có cái nguyện vọng kết hôn với người nước ngoài ấy, thì cũng có một cái phương châm, đó là chuyển từ 40 sang 5 biết. Tức là từ không, thứ nhất là không hiểu biết gì về ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật của nước kết hôn, không hiểu, không biết đến cái người dự tính mình sẽ dự tính kết hôn, không hiểu về hoàn cảnh gia đình của người mình dự tính kết hôn và không có tình yêu. Là chuyển sang 5 biết có nghĩa là thứ nhất là phải biết ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật của nước mình đến kết hôn, phải biết cái người mình dự kiến kết hôn và hoàn cảnh gia đình của họ, cũng như hiểu được những cái trường hợp thành công cũng như thất bại của những cái trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, tức là không phải tất cả đều màu hồng, và phải biết được cái cơ quan sẽ hỗ trợ giúp đỡ mình khi mà mình kết hôn với người nước ngoài. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà. Đã có rất nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân tại Hàn Quốc. Các đường dây nóng hỗ trợ tại Hàn Quốc được xây dựng, các lớp học ngay tại Việt Nam để các cô gái xác định trước cuộc sống tương lai. Hãy theo dõi phóng sự sau của chương trình. Đinh Thị Vinh quê ở Quảng Ninh, chị vừa kết hôn với chồng là anh Choi In-won. Mấy hôm nay có dịp sang Việt Nam thăm vợ, anh cùng vợ đến lớp học này. Tôi biết đến lớp học này qua nhiều người đi trước giới thiệu. Tôi muốn cho vợ học để vợ hiểu thêm cuộc sống của người Hàn Quốc, để lúc vợ sang bên đấy sống sẽ hòa nhập tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng để học tập thật tốt để mình có thể giao tiếp, có thể hiểu được gia đình chồng, hiểu được chồng và hiểu được con người bên đó nhiều hơn. Để sau này cuộc sống của mình sẽ nuôi dạy con cái lại tốt hơn. Lớp học kéo dài trong 2 tuần, dành cho những phụ nữ Việt Nam đã kết hôn, đang trong thời gian chờ visa để sang Hàn Quốc. Đây là hoạt động chính của dự án Gia đình đa văn hóa, do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Hàn thực hiện. Lớp trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc của chúng tôi giúp đỡ các cô dâu có thể sống hài hòa trong môi trường có những nền văn hóa khác nhau như thế.
Lớp học đã mang đến những kiến thức như tiếng Hàn, phong tục tập quán văn hóa Hàn Quốc, ẩm thực, sức khỏe sinh sản, trách nhiệm hôn nhân, cách chăm sóc con cái, chế độ giáo dục Hàn Quốc, lịch sử quan hệ hai nước. Đó là những điều cơ bản mà cô dâu cần có để hòa nhập với gia đình chồng tại đất nước Hàn Quốc. Dự án còn có nhiều hoạt động để hỗ trợ các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc khác, như tư vấn tâm lý, thăm gia đình các phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Bên cạnh hoạt động của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Hàn, hiện nay Trung tâm Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đang phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc. Bên cạnh hoạt động giáo dục định hướng về văn hóa, cuộc sống pháp luật của nước đối tác, kế hoạch của dự án này còn hướng tới đối tượng nam giới. Hiện tại, chúng tôi cũng lên kế hoạch giáo dục định hướng cho những người chồng Hàn Quốc trước khi đón vợ mình sang. Chương trình đó, chúng tôi dự kiến triển khai trong 3 ngày, hay ít nhất cũng phải 8 tiếng. Khi đó, sẽ cung cấp thông tin về luật pháp Việt Nam, về văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt ở Việt Nam để người đàn ông Hàn Quốc hiểu được. Khi họ hiểu đất nước người vợ, thì họ sẽ hiểu cách nghĩ, cách sống của người vợ, thì lúc đó sẽ thông cảm và hiểu nhau hơn. Cung cấp chính xác và rõ ràng những thông tin về cô dâu chú rể, tránh được những mơ hồ, ảo tưởng của hai phía là hoạt động trọng tâm của dự án này. Dự án sẽ có những hoạt động hỗ trợ trước và sau kết hôn. Chúng tôi sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu để nhằm cung cấp thông tin chính xác về những đối tượng, về những mong muốn cho các đối tượng ở phía bên kia. Sau khi có thông tin, hai bên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là có gặp nhau hay không. Thông qua cuộc gặp mặt đó thì họ sẽ quyết định kết hôn hay không, hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, tự do. Với các cô dâu sang bên Hàn Quốc thì mỗi tuần một lần, Trung tâm Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc chúng tôi sẽ gọi điện cho các cô dâu để tìm hiểu về cuộc sống gia đình của các cô dâu, những vấn đề phát sinh và những kế hoạch tương lai để họ có thể yêu cầu hỗ trợ kịp thời. Trong 10 năm trở lại đây, trước tỷ lệ kết hôn giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài tăng cao, chính phủ và các tổ chức xã hội Hàn Quốc ngày càng đẩy mạnh các chính sách, hoạt động đối với các gia đình đa văn hóa. Việt Nam cũng nằm trong các quốc gia nhận được sự quan tâm này. Các khóa học lịch sử, văn hóa Hàn Quốc dành cho các gia đình Hàn Việt thường xuyên được tổ chức. Cái lịch sử của Hàn Quốc là mình không có được học ở Việt Nam, các nét văn hóa của Hàn Quốc mình cũng không được học. Nhưng khi lên đây thì mọi người truyền đạt cho mình rất là ngắn gọn, thực tế. Thì qua cái kiến thức đấy thì sau này mình về mình có thể nói chuyện với chồng, với con mình, hoặc là mình có thể hiểu hơn về đất nước Hàn Quốc. Con mình thì bây giờ cũng đang học lớp 1 rồi, lớp 2 rồi. Thế mà cái văn hóa Hàn Quốc ấy thì tại vì là mình sống ở Việt Nam cho nên là các con nó được tiếp xúc ít. Đây có những cái buổi như này rất là tốt, các cháu có thể đến nghe và hiểu thêm nhiều, được xem những cái hình ảnh trực tiếp và được thầy giáo trực tiếp là những giáo sư là người Hàn Quốc giảng. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình Hàn Việt này, tương lai sẽ trở thành những cầu nối gắn kết hai quốc gia. Và tương lai này đang được ươm mầm nuôi dưỡng bằng sự quan tâm của hai nền văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc. Thưa ngài đại sứ ạ, sự ảnh hưởng của các gia đình đa văn hóa Việt Hàn thì có ảnh hưởng như thế nào đối với quan hệ của hai quốc gia? Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng tăng lên. Cùng với quan hệ hợp tác kinh tế như vậy, giao lưu văn hóa cũng ngày càng gia tăng. Nhưng quan trọng hơn là cả giao lưu nhân dân. Phải nhấn mạnh rằng hiện có khoảng 60.000 cặp vợ chồng Hàn Việt tại Hàn Quốc cùng 56.000 thế hệ thứ hai sinh ra trong các gia đình như vậy. Ở Việt Nam cũng có khoảng 3.500 cặp vợ chồng Hàn Việt. Những gia đình đa văn hóa này là những người đang duy trì các gia đình, là tế bào của xã hội, cũng như quan hệ giữa hai nước. Do đó, những tế bào xã hội này phải hòa thuận và hạnh phúc, thì quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, văn hóa, xã hội mới phát triển ổn định. Có như vậy, quan hệ hai nước mới có thể được duy trì là những đối tác trên cơ sở quan hệ thông gia thân tình, như lãnh đạo hai nước đã nói. Con em các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn đang kết nối quan hệ huyết thống giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bởi vậy, vai trò của các em là vô cùng quan trọng, nên các em xứng đáng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ. Xin được cảm ơn Ngài Đại sứ đã có cuộc chia sẻ với chương trình Nhìn từ Hà Nội ngày hôm nay ạ. Tôi cũng xin cảm ơn. Hội thao của Trường Quốc tế Việt Nam Hàn Quốc. Cũng như các bạn, Dế, tên thân mật của Kim So-won, có mẹ và chị gái đến cùng cổ vũ.
đến trường, chúng nó có một cái không khí của riêng chúng nó. Chúng nó có bạn bè, có thầy cô, có tất cả. Nhưng rõ ràng là có bố mẹ ở bên cạnh, đứng đằng sau cổ vũ. Thì đó là nguồn cổ vũ cực kỳ là tuyệt vời nhất và quan trọng nhất đối với những đứa trẻ. Cháu cũng rất vui vì mẹ đã đến với cháu và cháu rất tự hào với mẹ. Sống tại Việt Nam, quê hương của mẹ, hai con của chị Vũ Bạch Liên được học trong môi trường Hàn Quốc, quê hương của cha. Đó là quyết định của vợ chồng chị Bạch Liên để con có thể tiếp xúc với đồng thời hai nền văn hóa. Một gia đình đa văn hóa có rất nhiều khác biệt về giáo dục, về nuôi dạy con cái như thế nào. Lựa chọn cho con nói tiếng gì thì đấy là một điều rất là khó khăn. Tôi vẫn thống nhất với chồng rằng là không nên để con cái của mình xa rời văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Học tại cái ngôi trường quốc tế Việt Nam Hàn Quốc. Trong trường, nhà trường vẫn luôn chú trọng việc dạy về văn hóa của Hàn Quốc. Chính vì thế mà các con luôn luôn có cơ hội tham gia vào cộng đồng cả Việt Nam, cả Hàn Quốc và hoàn toàn không có ranh giới, không có biên giới, không có sự xa cách về văn hóa. Những đồng thuận của hai vợ chồng chị Bạch Liên có được không chỉ dừng lại ở việc nuôi dạy con cái. Vợ chồng chị còn rất thống nhất trong việc cùng tôn trọng sự nghiệp của nhau. Khác với quan điểm rằng vợ thì nên chăm lo nội trợ để chồng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, anh Kim Jong-suk, chồng của chị Liên, luôn động viên vợ phát triển sự nghiệp. Tôi kết hôn với chồng của mình khi đó tôi vẫn chưa phải là một họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thôi. Cũng làm những công việc nội trợ, cũng ở trong gia đình như những người phụ nữ Hàn Quốc bình thường, và sinh con và chăm sóc chúng. Cho đến khi con gái đầu lòng của tôi được 2 tuổi thì lúc đó tôi mới được chồng của mình động viên, và cũng như là cái sự quyết định của chính bản thân mình rằng là tiếp tục học đại học. Hay là sắp tới và vợ tôi cũng là và tham dự nhiều triển lãm mỹ thuật. Chính vì thế và công việc hay là vẽ thế nào, hay là thăm dò đâu, hay là sang đứng ngoài không, hay là cần hỗ trợ gì không. Anh Kim Jong-suk có công việc khá bận rộn, anh thường đi làm về muộn suốt cả tuần. Vì thế nguyên tắc của anh là luôn dành toàn bộ ngày Chủ nhật cho gia đình. Tận nhiều người Hàn Quốc thì rất thích bà đánh golf và đi chơi, nhưng mà tôi thì không bao giờ đánh golf tại vì dành thời gian cho gia đình. Ít nhất là một ngày Chủ nhật là thứ bảy thì cũng là cố gắng về sớm mà ở lại gia đình cơ. Gần 20 năm kết hôn, từ một lần gặp tình cờ trong triển lãm tranh của bố chị Bạch Liên, giờ đây mối tình của chàng sinh viên tiếng Việt và cô nữ sinh năm nào đã đơm hoa kết trái. Vượt qua những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, họ cùng nhau xây dựng gia đình, hạnh phúc, nuôi dạy con cái. Điều quan trọng nhất và nó chẳng có biên giới gì cả, đó là tình yêu. Tình yêu và sự chân thành. Khi tôi yêu chồng của mình, tôi không nghĩ rằng anh ấy thuộc một quốc gia khác, một đất nước khác. Anh ấy với tôi đôi khi tôi còn ngạc nhiên và nói với chồng mình rằng là em quên mất anh là người Hàn Quốc rồi. Anh là người Việt Nam hoặc không, anh chỉ là một người mà em yêu thôi. Và chính vì điều đó nên tình yêu nó bao trùm tất cả và nó xóa nhòa biên giới, nó xóa nhòa những rào cản. Một tình yêu không điều kiện dành cho nhau đến việc cùng nhau tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ, hiểu rõ về tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đối tượng sẽ kết hôn, pháp luật hôn nhân gia đình của nước sở tại. Đó sẽ là những nền tảng cơ bản để xây dựng một cuộc hôn nhân thành công giữa những người khác nhau về quốc tịch. Hỗ trợ, giúp đỡ để xây dựng hôn nhân có yếu tố nước ngoài thành công cũng là mối quan tâm chung của hai chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc. Chương trình Nhìn từ Hà Nội xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.